nhóm phơi phai nhỏ sụp mòn cha hay nấy cứ phai nhỏ nấy nhóm hay nấy cứ mòn sải cha sản phẩm kêu xong nấy nhóm cứ miên bật tre chấn cứ phẳng cái chấn miên cà rốt nằm phai pom kêu mùi cha ok rồi tam đan chúng mình nấy nhóm cha rồi nấy nhóm chập đam vô phai nhỏ dưới thì liền cha bông con phai nhỏ cứ nhâm do hiện cha cha cột vì anh ấy này hiện chành tê cha nên chấp làm liêng món cha bông bông sầm đạp một mà hộp đấy cứ chia một mà hộp muối bơ sầm đạp riêng phong đai cha hay một hộp đấy cứ dùng chơi dùng món trái được còn món khmer cha dùng mà vừa một mà hộp muối này cha vừa dùng nhằm tới mà mình sẽ phục hiệp lõ hay để chả nông chẳng bông bông cũng không xong riêng đấy cứ sạch đạp đôi chiếc nằm đá cha nè bông ôn trong đại tràn tới cứ xay lưu bông ôn cho chặt á chà cứ dương đặt tờ tam thùng nong chặt dương á cứ nhâm tại hiện tràn mình bỏ mất bông ôn cha nói nhâm chặt đam đặt năng sục quay phu sấm cha nói nhâm chặt đam cặp món chị đông đông tục đặt nong sục á bông ôn nhưng mà chặt đang trộn bị tốt
việc tôi coi gì mỗi khía ban cho nhà ban mà thôi. Sụp dương ban cho ăn hơi cà chui một tên thì nhập sụp một đứa nhập mòn dương tôi khôi lộ bằng tên một ôn cà rồi chúng ta đang đua đã chán á. Các bông ôn thì mẹ mê cái chạy chạy trong cho nhắn sụp cho hết từ phạm tay ra. Trong môn dân phơi lỡ bông ôn tay thì sao cái đai tí chết nhau bạc hay. ជាតិហើយឈ្ងុយនៅគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះទៀតចា៎ ហើយ សម្រាប់ មន ឆាយ យើង ក៏ខុយ ល្អ ដែរ sạch trù hả bông ôm cha phơi lò mình tên mỏ nè